Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam bất công ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi Ban Kê tổ chức tuần học thiền định của mình, học sinh từ nhiều nơi của Nhật Bản đã đến tham dự. Trong một buổi tụ họp, một học trò đã bị bắt quả tang đang ăn trộm. Vấn đề này được trình báo với Ban Kê, cùng với đề xuất rằng, thủ phạm nên bị trục xuất. Ban Kê bỏ qua vụ việc. Sau đó, cũng chính vị học trò này bị bắt trong một vụ việc tương tự. Nhưng một lần nữa, Ban Kê lại bất chấp vụ việc này. Người học trò đã trình báo trở nên tức giận và bảo rằng, nếu thầy không đuổi tên trộm, thì mọi người sẽ bỏ đi hết. Khi đó, Ban Kê đã đọc đơn kiến nghị. Ông lên tiếng nói với học trò đã trộm và tất cả mọi người: Những người anh em, các bạn đều biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Các bạn có thể đến một nơi khác học nếu các bạn muốn. Nhưng còn người anh em tội nghiệp này, còn không phân biệt được đúng sai. Vậy thì ai sẽ dạy anh ấy nếu tôi khước từ? Tôi sẽ giữ anh ấy lại đây, dù cho tất cả các bạn đều bỏ đi hết đi nữa. Nghe thấy vậy, một dòng nước mắt chảy xuống mặt người này, và tất cả những ham muốn và lòng tham trộm cắp đều tan biến. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên khuyên chúng ta rằng, đừng trốn tránh những người đã phạm tội. Họ rất cần chúng ta giúp đỡ, để khích lệ, giúp vượt qua bản tính yếu đuối của họ.
Cũng vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người, đừng cho mình là công chính, mà khinh chê và trốn tránh kẻ khác. Nhưng hãy biết thông cảm với những yếu đuối của họ, và giúp họ vượt qua. Người thu thuế trong dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế đã nhận ra được thân phận tội lỗi của mình và cần được giúp đỡ. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng, lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh, để anh làm lại con người mới. Còn người biệt phái thì cho mình là công chính, nên đã chê bai và xa lánh người thu thuế. Trong cuộc sống, thường thì hầu hết mọi người đều quay mặt lại với những người đã phạm tội hoặc trộm cắp hay tội lỗi. Như người học trò trình báo hay người biệt phái kia đã làm như vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu hơn nơi những người tội lỗi, những người trộm cắp, chúng ta sẽ thấy rằng họ là một người đáng thương, không vượt qua được yếu đuối của mình. Một người chỉ đơn giản cần được chỉ đường dẫn lối. Một người rất cần được người khác tha thứ và chỉ cách vượt qua những lỗi lầm. Vì thế, hãy khoan vội chê bai và xa lánh từ bỏ họ. Nhưng hãy thông cảm với họ, bởi vì nếu chúng ta lo chỉ trích, lên án và lẩn trốn họ, họ sẽ không còn chỗ tựa nương và càng lao đầu vào con đường tội lỗi, con đường phạm pháp. Do đó, hãy cảm thông và giúp đỡ họ vượt qua yếu đuối. Tuy nhiên, việc thông cảm cho những người như thế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta tận tình giúp đỡ họ, thì họ sẽ làm lại được cuộc đời mới. Như Ban Kê đã giúp cậu học trò trộm cắp kia làm lại cuộc đời. Thay vì lo chỉ trích, chê bai, những người lười biếng đọc kinh cầu nguyện, hoặc lười tham dự thánh lễ, chúng ta hãy chỉ cho họ phương pháp và ý nghĩa của những công việc đó, để họ cảm thấy hứng thú thực thi với lòng sốt mến. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một con tim rộng mở của Chúa, để chúng con không chê bai ghét bỏ những người tội lỗi, nhưng biết cảm thông và tận tình giúp họ nhận ra những yếu đuối, và chỉ cho họ những cách thế để vượt qua. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm Bộ Phúc âm hóa các dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về văn bản luật. Tiếp tục chuyến Ad Limina 2018. Trong ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua, các giám mục Việt Nam đã đến thăm Bộ Phúc âm hóa các dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về văn bản luật. Trong thánh lễ sáng mùng 7 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện của Foyer phát diệm, Đức cha chủ tế Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh,
đã ngỏ lời với cộng đoàn tham dự. Việc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của chúng ta lần này bỗng chìm lặng sâu thẳm vì sự ra đi đột ngột của người anh em chúng ta, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Ngài đã đồng hành với chúng ta ngay từ đầu chuyến hành hương Ad Demina, đặc biệt trong thánh lễ hôm qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành mà Ngài chủ tế. Thánh lễ sáng nay, trong tình hiệp thông huynh đệ, chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Xin Chúa là Cha nhân từ, đón nhận Đức Tổng Giám mục Phaolô về quê hương vĩnh cửu là nước trời. Hai ngày gần đây, sức khỏe của Đức Tổng Giám mục Phaolô không được tốt, nhưng Ngài vẫn tham dự đầy đủ chương trình đã hoạch định. Sáng thứ ba, Ngài cùng quý đức cha viếng mộ Đức Hồng Y Phaolô. Sau đó, vì thấy Ngài đi lại khó khăn, các cha đã đưa Ngài tới đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành bằng taxi. Sau khi viếng mộ Thánh Phaolô, Ngài chủ sự thánh lễ. Thánh lễ xong, Ngài về bằng xe riêng và bất tỉnh ngay trong xe. Lập tức, Ngài được đưa thẳng tới Bệnh viện Thánh Camilo để cấp cứu. Vào lúc 22 giờ 15 phút giờ Roma, Ngài đã về với Chúa. Thời tiết Roma sáng mùng 7 tháng 3, bỗng có nắng từ sớm. Theo dự báo, buổi sáng trời hửng nắng và buổi chiều trời lại có mưa. Nhiệt độ dao động từ 7 độ đến 13 độ. Vào lúc 8 giờ, một nhóm quý đức cha do đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết, làm trưởng nhóm, đi thăm hội đồng giáo hoàng về văn bản luật. Đón tiếp nhóm của các đức cha Việt Nam, có đức cha Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, tổng thư ký, đức ông Marcus Krolik và đức ông Juan Bautista Phạm Mạnh Cương. Đức cha tổng thư ký chia buồn với hội đồng giám mục Việt Nam về sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Phaolô, rồi Ngài giới thiệu với quý đức cha về các hoạt động của hội đồng là giúp Đức Thánh Cha tất cả các công việc liên quan tới giáo luật. Tiếp đó, quý đức cha trao đổi với Ngài về những vấn đề liên quan giữa luật dân sự và luật giáo hội, về luật liên quan tới việc ly dị và tái hôn, tới tòa án hôn phối. Đức cha tổng thư ký ngỏ lời sẵn sàng giúp giáo hội Việt Nam tất cả những gì quý cha cần liên quan tới luật của giáo hội. Đến 9:30, hội đồng giám mục Việt Nam tới thăm bộ phúc âm hóa các dân tộc. Tiếp đón hội đồng giám mục Việt Nam có Đức Hồng Y Fernando Filoni, bộ trưởng, và các thành viên của bộ tại phòng hội lớn, trong một bầu khí rất thân tình và cởi mở. Trước hết, Đức Hồng Y ngỏ lời chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt với Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vì sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Tuy nhiên, Đức Hồng Y xác tín: "Tôi nghĩ Đức Tổng Giám mục Phaolô vẫn không rời xa chúng ta. Ngài đang hiện diện với chúng ta, nhưng một cách khác." Tiếp đó, Đức Hồng Y giới thiệu với Hội đồng Giám mục Việt Nam các thành viên của bộ. Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, cảm ơn Đức Hồng Y đã có lời chia buồn sâu sắc với Hội đồng Giám mục và Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài cũng cảm ơn Đức Hồng Y và bộ đã luôn quan tâm tới giáo hội tại Việt Nam, là một giáo hội thuộc bộ phúc âm hóa các dân tộc. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch trình bày sơ lược giáo hội tại Việt Nam, những thuận lợi cũng như những khó khăn mà giáo hội đang gặp phải. Đức Hồng Y cũng chia sẻ những ưu tư, thao thức không chỉ của Ngài mà còn là thao thức ước mơ của Đức Thánh Cha Phaolô, mong muốn có một giáo hội luôn biết đi ra,
ra tới vùng ngoại biên để loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng mong muốn quý đức cha quan tâm tới việc đào tạo linh mục và việc thường huấn các linh mục. Trong việc đào tạo các linh mục, tinh thần truyền giáo phải là một trong những nội dung không thể thiếu. Tinh thần này còn phải được truyền bá tới những người tín hữu. Làm sao ngay cả người tín hữu cũng cảm thấy thao thức phải truyền giáo? Các đức cha cũng trao đổi với Đức Hồng Y nhiều vấn đề liên quan tới mục vụ và các vấn đề khác. Đức Hồng Y vui vẻ giải thích một cách hết sức rõ ràng và ngắn gọn. Thời gian gần 2 tiếng gặp gỡ trôi đi thật nhanh, và quý đức cha cảm thấy rất phấn khởi. Lúc 15 giờ 30 phút, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam tới thăm Tòa Đại sứ Việt Nam tại Roma. Tòa Đại sứ chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam vì sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, đồng thời hứa sẽ hết sức tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa thi hài của Ngài về Việt Nam. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Bộ truyền giáo chia buồn với giáo hội tại Việt Nam và Tổng Giáo phận Sài Gòn về cái chết của Đức Tổng Phaolô. Theo hãng tin Zenith, dẫn nguồn tin Fides của Bộ truyền giáo hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua cho hay, sau khi được tin Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đột ngột qua đời đang khi cùng với các đức giám mục đương nhiệm Việt Nam khác thực hiện chuyến Ad Limina tại Roma từ ngày mùng 2 đến 11 tháng 3 năm 2018. Bộ truyền giáo đã có lời chia buồn sâu sắc với Tổng Giáo phận Sài Gòn và với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo đó, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và Đức Tổng Giám mục, Tổng thư ký của bộ này, Giovanni Pietro D'Antoso, kiêm Chủ tịch Hội Giáo hoàng về truyền giáo, đã xúc động trước sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Độc, xảy ra vào tối hôm mùng 6 tháng 3 tại Roma, và bày tỏ những sự chia buồn chân thành của mình đến gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thông cáo cũng đã đề cập đến các hoạt động trong chương trình Ad Limina của các giám chức Việt Nam cho đến thời điểm Đức Tổng Giám mục Phaolô qua đời, như tiếp kiến Đức Thánh Cha vào đầu tuần ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 3, viếng mộ Thánh Phaolô và dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành vào trưa thứ Ba, mùng 6 tháng 3, và sau thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Sài Gòn chủ tế. Ngài đã bị nhồi máu cơ tim và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Camillo ở Roma và qua đời vào lúc 22 giờ 15 phút tối cùng ngày giờ Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, lời nguyện Thánh Thể dạy các tín hữu biến cuộc sống thành việc tạ ơn. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 3 vừa qua, trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời nguyện Thánh Thể. Ngài nói, sau khi kết thúc phần dâng bánh rượu, bắt đầu lời nguyện Thánh Thể, trao ban phẩm chất cho việc cử hành thánh lễ và làm thành thời điểm chính hướng tới việc hiệp lễ thánh. Nó tương ứng với điều chính Chúa Giêsu đã làm khi ngồi bàn với các tông đồ trong bữa tiệc cuối cùng, khi Ngài tạ ơn trên bánh rồi trên chén rượu. Như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 11 mà chúng ta vừa nghe. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn,
đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em, hãy làm như thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến thầy. Việc tạ ơn của Ngài, sống lại trong mỗi thánh lễ, và kết hiệp chúng ta với hy lễ cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích lời nguyện thánh thể như sau. Trong lời nguyện long trọng này, lời nguyện thánh thể long trọng, giáo hội diễn tả điều thành toàn khi cử hành thánh thể và lý do cử hành hay hiệp thông với Chúa Kitô, thực sự hiện diện trong bánh và rượu được thánh hiến. Sau khi mời dân chúng nâng tâm hồn lên Chúa và cảm tạ Ngài, vị linh mục lớn tiếng đọc lời nguyện nhân danh tất cả mọi người hiện diện bằng cách hướng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Ý nghĩa của lời nguyện này là toàn cộng đoàn tín hữu hiệp nhất với Chúa Kitô trong việc ngợi khen các công trình vĩ đại của Thiên Chúa và trong việc dâng hy lễ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong sách lễ có nhiều công thức lời nguyện thánh thể khác nhau, nhưng tất cả đều gồm các yếu tố đặc thù. Đó là một hành động tạ ơn vì những ơn của Chúa, đặc biệt vì việc gửi con của Ngài đến như đấng cứu thế. Kinh tiền tụng kết thúc với lời tung hô thánh. Toàn cộng đoàn hợp tiếng với các thiên thần và các thánh để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, có lời khẩn nài thần khí để Ngài thánh hiến bánh rượu với quyền năng của Ngài. Chúng ta khẩn nài thần khí để Ngài tới và trong bánh và rượu có Chúa Giêsu. Hành động của Chúa Thánh Thần và sự hữu hiệu của chính các lời của Chúa Kitô do linh mục đọc lên thực sự khiến cho mình và máu Chúa Kitô, hy tế của Ngài, dâng trên thập giá một lần cho tất cả, hiện diện dưới hình bánh và rượu. Đức Thánh Cha giải thích tiếp lời nguyện thánh thể như sau. Lời nguyện thánh thể, xin Thiên Chúa đón nhận mọi con cái Ngài trong sự hoàn thiện của tình yêu, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và Giám Mục, được nhắc tên là dấu chỉ mà chúng ta cử hành trong sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ và với Giáo hội địa phương. Như của lễ, lời khẩn cầu được trình bày lên Thiên Chúa cho tất cả mọi thành phần của Giáo hội, còn sống cũng như đã chết, trong sự chờ đợi của niềm hy vọng được chia sẻ gia tài vĩnh cửu trên trời với Đức Trinh Nữ Maria. Không có ai và không có gì bị lãng quên trong lời nguyện thánh thể, nhưng mọi sự đều được dẫn tới với Thiên Chúa như công thức vinh danh kết thúc nhắc nhớ. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, công thức được cô đọng của lời nguyện này, có lẽ chúng ta cảm thấy nó một cách xa xôi, nhưng nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó, thì khi đó chắc chắn chúng ta sẽ tham dự một cách tốt đẹp hơn. Thật ra, nó diễn tả tất cả những gì chúng ta thành toàn trong việc cử hành thánh thể. Ngoài ra, nó dạy chúng ta biết vung trồng ba thái độ sống không thể thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giêsu. Ba thái độ đó là: thứ nhất là học biết cảm tạ luôn luôn và ở khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ trong vài trường hợp khi mọi sự xuôi chảy. Thứ hai, biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà của tình yêu thương, tự do và nhân không. Và thứ ba, xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong giáo hội với tất cả mọi người. Như vậy, lời nguyện trung tâm này của thánh lễ giáo dục chúng ta từ từ biến toàn cuộc sống chúng ta trở thành một việc cử hành thánh thể
nghĩa là một hành động tạ ơn. Tin Roma. Vatican lần đầu tổ chức Hackathon. Một sự kiện Hackathon lần đầu tiên được tổ chức tại Vatican, kéo dài từ ngày mùng 8 đến 11 tháng 3 năm 2018. Hackathon là từ bao gồm của hai chữ Hacking và Marathon. Thông thường, các Hackathon là cuộc thi lập trình nhanh, trong đó các lập trình viên máy tính kết hợp với những thành viên là nhà thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện, quản lý dự án, tập trung tối đa vào việc phát triển và tạo ra một phần mềm mới. Nhưng sự kiện được gọi là VHAX, tức Vatican HAX, đưa các chuyên viên thuộc mọi tín ngưỡng và không tôn giáo đến với cuộc thi. Các kỹ sư về máy tính, các nhà lập trình và thiết kế đồ họa dùng kỹ thuật để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Các chủ đề sẽ được hacked là vấn đề bao gồm trong xã hội, đối thoại liên tôn và khủng hoảng di dân và tị nạn. Trong vòng 36 tiếng, các người tham dự sẽ tạo ra các giải pháp công nghệ tăng cường, hỗ trợ và huy động nguồn lực cho người di cư và người tị nạn để giúp họ tái định cư và hội nhập. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ cho lợi ích chung và thường xuyên nằm trong danh sách các nhà lãnh đạo toàn cầu nổi tiếng nhất trên Twitter với gần 45 triệu người theo dõi. VHAX sẽ đưa các sinh viên từ Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts và các trường công nghệ khác đến với mục đích xây cầu công nghệ với các giá trị hướng về con người. Google, Microsoft và Salesforce là các đối tác. Năm ngoái, một hackathon trợ giúp nhân đạo được công ty kế toán PwC, chi nhánh Hà Lan và Bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức đã tạo được một hệ thống nguyên mẫu giúp cho các thông tin được trực tiếp và mã hóa, được gửi đến cho những người nghèo khổ và các tổ chức trợ giúp. Trong một tuyên ngôn được các nhà tổ chức VHAX đưa ra, phát ngôn viên của ban tổ chức nói rằng, sự kiện sẽ là một sự cử hành của mọi nền văn hóa và tín ngưỡng, mang những sinh viên xuất sắc nhất từ các học viện, sắc tộc và tôn giáo khác nhau trên thế giới đến với nhau. 120 tham dự viên sẽ được chọn từ các trường đại học đối tác và qua việc nộp đơn trực tuyến. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Ủy ban Di dân Tị nạn của Bộ Phát triển Con người Toàn diện đồng tổ chức sự kiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong thánh lễ tại đền Thánh Phêrô hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Argentina của các giám mục Việt Nam. Đức Cha Giuse bắt đầu bài giảng như sau. Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ mục tử tối cao của Hội Thánh. Ngài đã chịu tử đạo tại Roma. Vì thế, Đức Thánh Cha, trong tư cách là giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, cũng là mục tử của Hội Thánh Hoàng Vũ. Khi đến Roma, tất cả các tín hữu Công giáo đều cảm nhận rất rõ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Hội Thánh toàn cầu. Chính trong ý thức về sự hiệp thông đó mà hôm nay anh chị em quy tụ bên Hội đồng Giám mục Việt Nam dâng thánh lễ tại đây, nơi phần mộ của Thánh Phêrô. Sự hiệp thông không phải chỉ là một tình cảm mông lung, nhưng là những tương quan cụ thể với Chúa, với Hội Thánh và với tha nhân. Sự hiệp thông trước hết là ân huệ của Chúa Thánh Thần,
nhưng đó còn là một lối sống, một lối suy nghĩ, một sự lựa chọn được thực hiện bằng nỗ lực của mỗi người. Thứ nhất, câu chuyện của sự trở về. Dụ ngôn người cha nhân hậu là một trong những trang tin mừng đẹp nhất diễn tả lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chắc chắn mỗi người, không nhiều thì ít, đều nhận ra mình là người con thứ đã từ khước tình thương của cha để sống theo ý riêng mình. Khi bỏ nhà cha ra đi, người con tưởng mình được tự do và hạnh phúc, nhưng thực ra lại chuốc lấy đau thương tủi nhục vì mất tất cả, mất tình thương và sự sống của cha, mất tình nghĩa anh em, thậm chí đánh mất chính phẩm giá cao cả của con người khi thèm thuồng thức ăn của loài heo. Đứa con thì ích kỷ và từ chối tình thương, nhưng người cha lại vẫn một lòng thương xót. Ông vẫn kiên nhẫn đợi chờ và mong mỏi từng ngày. Khi đứa con đi hoàng trở về, người cha đã ban cho con mặc áo mới, đi giày mới, đeo nhẫn và mở tiệc ăn mừng. Ở đâu mà có áo mới, giày mới, nhẫn đẹp, chim béo, nếu không phải là người cha đã tha thứ trước, cả khi đứa con nói lên lời thú tội. Hơn nữa, còn hy vọng một ngày nào đó con mình sẽ trở về, nên ông mới chuẩn bị áo, mua giày, mua nhẫn và vỗ béo cho con chiên chờ ngày con mình quay gót về nhà. Chúa là đấng chịu đựng lỗi lầm, không giữ mãi cơn giận, Ngài sẽ lại thương xót chúng ta. Mọi lỗi lầm chúng ta, Ngài ném xuống đáy biển. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trở về hòa giải với Chúa Cha. Đó là bước đi tiên quyết trên con đường tiến tới hiệp thông. Chỉ khi nào hòa giải với Thiên Chúa, con người mới hiệp thông được với Ngài và được giữ phần sự sống và hạnh phúc của Ngài. Không phải chỉ có người con thứ mới hòa giải, mà chính người con cả cũng cần hòa giải với cha và người em. Người con cả không bỏ nhà ra đi, nhưng thực ra lại là người đã đi hoang trong tâm hồn. Người con cả chu toàn bổn phận không vì yêu mến cha, nhưng vì mong một phần thưởng. Anh ở lại trong nhà cha, nhưng lại không chia sẻ ưu tư với nỗi đau buồn của người cha đang mất một người con là chính em của anh. Trong khi người cha mong người con đi hoang trở về, anh ta lại không mong, thậm chí còn bực bội và không vui khi thấy em về. Sở dĩ Chúa Giêsu kể dụ ngôn người cha nhân hậu này là vì các biệt phái và kinh sư lẩm bẩm. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ. Biệt phái và kinh sư có sự công chính theo lệ luật, nhưng lại thiếu một tấm lòng với cha và với em. Nếu người con thứ đi hoang cần phải trở về hòa giải với cha, thì người con cả công chính đạo đức là cần tới hai cuộc trở về hòa giải với cha và hòa giải với em. Người con cả không vào nhà, nên người cha bỏ dở bữa tiệc ra ngoài tìm anh. Không biết người con cả có vào nhà chăng? Dụ ngôn bỏ lửng câu chuyện, không có kết luận. Nếu anh ta không vào, chuyện gì sẽ xảy ra? Người con thứ có vui trong gia đình hay sẽ lại quay gót ra đi? Nếu là người con cả, tôi có vào nhà không? Nếu là người con thứ, tôi sẽ phản ứng thế nào? Thánh Luca bỏ dở câu chuyện để mỗi người viết tiếp phần kết sao cho có hậu. Thứ hai, kiến tạo sự hiệp thông trong hội thánh. Câu chuyện của sự trở về gợi lên những nguyên tắc để kiến tạo sự hiệp thông trong hội thánh. Công đoàn phục vụ hiện diện nơi đây gồm đủ tất cả mọi thành phần dân Chúa là biểu tượng cho hội thánh tại Việt Nam. Chúng ta ở đây bên mộ thánh Phêrô, đó cũng chính là biểu tượng cho sự hiệp thông hội thánh địa phương với hội thánh Hoàn Vũ. Một cách cụ thể bởi Đức Thánh Cha là dấu chỉ và là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong toàn thể hội thánh. Con đường của sự hiệp thông hội thánh trước hết cũng phải bắt đầu bằng sự trở về với Đức Kitô và tin mừng. Nếu không xây dựng trên nền tảng siêu nhiên này, sự hiệp thông hội thánh chỉ là hơi hợt lỏng lẻo và có nguy cơ dễ đổ vỡ. Hội thánh không phải là một tổ chức tôn giáo theo kiểu một tập thể xã hội loài người, nhưng là dân của Thiên Chúa và là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Tách rời khỏi Đức Kitô, hội thánh chỉ còn là một tổng công ty nhân đạo quốc tế hay một tổ chức chính trị. Hội thánh sống bằng sự sống của Đức Kitô, tùy thuộc vào Đức Kitô, vâng phục Đức Kitô. Hội thánh không đi theo đường lối của thế gian, nhưng theo đường lối của tin mừng. Không hành động theo kiểu thế gian, nhưng cậy dựa vào sức mạnh của thần khí
và sử dụng các phương thế của tám mối phúc thần. Như dân Do Thái bước đi giữa lòng lịch sử, đôi khi hội thánh cũng bị cám dỗ trở nên như các dân khác. Tuy nhiên, chính Tin Mừng mới là mẫu mực quy phạm và là tiêu chuẩn xét xử mọi hoạt động của hội thánh. Để có sự hiệp thông hội thánh, các môn đệ của Đức Kitô cũng cần đón nhận nhau và hòa giải với nhau. Người con cả tự hào là công chính không thể chấp nhận đứa em hoang đàng trở về nhà cha. Cũng thế, các kinh sư và biệt phái không thể chấp nhận được việc Chúa Giêsu đón tiếp và đồng bàn với người thu thuế và tội lỗi. Hội thánh của Đức Kitô không thể có thái độ loại trừ như thế. Hội thánh tự bản chất là thánh thiện, nhưng lại bao gồm cả người công chính lẫn tội nhân. Sự thánh thiện đích thực đòi hội thánh đón tiếp tất cả mọi người. Thánh thiện không có nghĩa là tự đặt mình làm quan tòa xét xử, nhưng là tình yêu cứu thế, là khả năng chịu đựng, nâng đỡ gánh vác nhau, tha thứ và đón nhận nhau. Niềm mơ ước một thế giới toàn vẹn đôi khi có thể làm cho con người trở thành nhẫn tâm và cứng cỏi với người khác, thậm chí kết án và loại trừ nhau. Để duy trì và làm tăng trưởng sự hiệp thông, các môn đệ của Đức Kitô phải là những người khiêm tốn biết chấp nhận mọi giới hạn của nhau và vượt qua mọi dị biệt để chung sống hài hòa hạnh phúc trong gia đình của Thiên Chúa. Thứ ba, lên đường đến với muôn dân. Trong thời giáo hội sơ khai, dù ngôn người cha nhân hậu còn được đọc trong viễn tượng của sứ mệnh loan báo tin mừng cho muôn dân. Người con thứ tượng trưng cho dân ngoại, còn người con cả chính là dân Israel. Việc người con thứ đi hoang không được con cả chấp nhận trở về gia đình gợi lên khó khăn của buổi ban đầu trong công cuộc truyền giáo. Các Kitô hữu lúc đó còn ngần ngại chưa đến với dân ngoại, phần nữa còn muốn bắt lưng dân khi vào hội thánh phải giữ luật Do Thái. Về vấn đề này, hôm nay, bên phần mộ thánh Phêrô, xin Ngài dạy chúng ta kinh nghiệm của Ngài. Cũng như các tông đồ khác, lúc đầu thánh Phêrô chỉ nghĩ tới việc loan báo tin mừng cho dân Do Thái. Nhưng sau đó, trong một thị kiến, Ngài thấy tấm khăn lớn đựng các thú vật mà người Do Thái cho là không thanh sạch, và Ngài nghe tiếng nói hãy giết mà ăn. Lúc đó, Ngài chẳng hiểu gì, nhưng một sự việc xảy đến đã giúp thánh Phêrô hiểu thị kiến. Một đàn, Chúa sai thiên thành đến dùng ông Cornelio, là một sĩ quan Roma, sai người đi tìm thánh Phêrô. Đang khi đó, thánh Phêrô cũng được Chúa thánh thành thúc giục đến nhà ông Cornelio để rao giảng và rửa tội cho gia đình ông. Từ kinh nghiệm đó, sau này thánh Phêrô mạnh mẽ tuyên bố tại công đồng Jerusalem, Thiên Chúa không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ. Vậy tại sao bây giờ anh em con quang vào cổ các môn đệ một cái ếch mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không mang nổi? Nhờ lòng nhiệt thành cùng với tầm nhìn cởi mở ấy, công cuộc loan báo tin mừng đã phát triển nhanh chóng. Bên phần mộ của thánh Phêrô, từ dụ ngôn trong bài tin mừng, một lần nữa lệnh truyền loan báo tin mừng Ad Gentes lại vâng lên mãnh liệt cho hội thánh Việt Nam. Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, công cuộc loan báo tin mừng xem ra khó khăn vì bết hại, cấm cách, vì văn hóa hiện đại dính chừng với tôn giáo, hay vì có người coi việc theo Chúa như là hành động phá lại dân tộc và văn hóa, hoặc vì lối sống hưởng thụ và chạy theo tiền bạc. Người ta thường nghĩ rằng hoàn cảnh thời nay khó truyền giáo hơn ngày xưa. Thực ra, mỗi thời có khó khăn của nó, dưới hình thức này hay hình thức khác. Ngay từ giai đoạn đầu của lịch sử hội thánh, hoàn cảnh của các Kitô hữu sống trong đế quốc Roma cũng không hề dễ dàng thuận lợi. Đó là một thế giới xa lạ và thù nghịch với tin mừng. Đi theo Đức Kitô là lội ngược dòng và có nguy cơ đến tính mạng. Nhưng công cuộc loan báo tin mừng rất hăng say và đạt hiệu quả. Mỗi thời đều có những khó khăn riêng, mỗi giai đoạn đều có thể được coi là khủng hoảng. Nhưng từ những tình huống cụ thể, Chúa Thánh Thành dẫn dắt hội thánh tiến lên và làm chứng cho Đức Kitô trong bối cảnh lịch sử đương thời. Những khó khăn không phải là những cản trở cho bằng là những lời mời gọi trong một giai đoạn mới. Chúa Thánh Thành là tác nhân chủ yếu của công cuộc loan báo tin mừng. Một đàn, Ngài thúc đẩy tâm hồn những người tông đồ. Đàn khác, Ngài âm thầm chuẩn bị mảnh đất tốt nơi tâm hồn người chưa biết Chúa. Trở ngại lớn nhất trong công cuộc loan báo tin mừng không phải là những khó khăn bên ngoài, nhưng là tình trạng các môn đệ của Đức Kitô an phận khép kín trong một mục vụ bảo tồn dành cho những người công chính và đạo đức, chưa thao thức đi ra đến những người còn ở xa. Trở ngại lớn nhất là tình trạng thiếu lửa trong hội thánh, thiếu nhiệt tình và niềm vui tin mừng, thậm chí đánh mất chính tin mừng.
Đức Thánh Cha Francisco nói, đừng nói rằng thời nay khó hơn, nó chỉ khác thôi. Hãy học nơi các thánh là những người đi trước đã đối diện với khó khăn trong thời của họ thế nào. Họ là những người tràn trề niềm vui, can đảm không mỏi mệt và nhiệt tình trong việc trao giảng tin mừng. Đến với Roma là trở về trung tâm của hội thánh, không chỉ như một không gian địa lý, nhưng còn như một cuộc trở về nguồn là chính trái tim kích hoạt sự sống của toàn thể hội thánh tại Việt Nam. Một cuộc trở về nguồn lúc nào cũng chất chứa niềm vui hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến Aglimina của các giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau. Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục bàn về chủ đề tự do. Lần trước chúng ta đã nói về sự bám víu và điều kiện hóa. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về bám víu đưa đến lệch lạc và chủ quan như thế nào. Hãy thắm lên người ta, hãy thắm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu bay kín quanh đời. Khi bị lệ thuộc hay bám víu vào người, vật hay sự việc, chúng ta thường nhìn chúng không như nó là, hay như bản chất thực thụ của nó, của chúng, nhưng như những gì chúng ta nghĩ về chúng, về họ. Chúng ta thường nhìn mọi sự qua năng tính của cái tôi, qua quan điểm riêng đã hình thành theo thời gian và nhiều yếu tố, như kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ, quan điểm tình cảm, yêu, ghét, thích, không thích, tầm quan trọng của chúng đối với bản thân, sự đe dọa của người, của sự việc trên sự an toàn bản thân, trên nhu cầu của chúng ta, xu hướng hay giá trị mà chúng ta đặt cho chúng, ước mơ, hoài bão riêng, giáo dục và bầu khí đã nhận được, kinh nghiệm về đời sống tình cảm, nghề nghiệp, vân vân. Nói chung, mức độ bám víu của chúng ta quyết định về cách chúng ta nhìn hay nhận thức về những đối tượng chúng ta đeo bám đó. Ngoài ra, mức độ bám víu còn quyết định mức độ hiểu hay ngăn cản chúng ta hiểu chúng một cách trọn vẹn, hoặc hiểu theo xu hướng, theo màu sắc nào, vân vân. Với sự ham muốn và bám víu thái quá, con người dễ trở nên lệch lạc, hư, xấu, bất trị, như lời Lão Tử đã nhận định. Con người tư lợi càng nhiều thì tư dục càng nảy sinh. Mà để thỏa mãn tư dục, tất sinh trí dạo, lừa lọc, phản phúc, mất cả thân danh. Càng nhiều ham muốn, ham danh, ham lợi, ham quyền, vân vân, con người thường hóa ra trí xảo, có tinh thần hiếu thắng, ganh đua, dần hóa ra khó trị. Theo Đức Phật, thì tính tranh đua hơn kém vì danh lợi có thể trỗi dậy nơi mỗi người và lấn át thiện ý, khiến con người chạy theo ham muốn, mong thỏa mãn khát vọng, làm mờ đục tâm trí, không phân biệt thiện ác, vân vân. Ác được sinh tại tâm, hình thành do dục vọng và thường tìm thủ đoạn để chiếm đoạt cho được. Đeo bám làm chúng ta trở nên chủ quan, nghĩa là chúng ta không sống thật, nhưng là sống theo óc mình tưởng nghĩ, một cách nào đó, chúng ta cũng là những người khiếm thính, khiếm thị, khả năng nghe nhìn của chúng ta dễ bị lệch lạc.
Người bám víu có thể trở nên đuôi điếc không những đối với những đối tượng bám víu, nhưng còn đối với bản thân và những gì trong thế giới bên ngoài nữa. Vì những cặp kiến của sự chủ quan mà chúng ta mang vào sẽ chi phối cuộc sống của mình trong những lĩnh vực khác. Chúng ta biết gì, thấy gì đều qua đôi kiến ấy. Bám víu và lệch lạc thường song hành và được thể hiện cách rõ nét qua cái nhìn yêu ghét, thiện cảm hay ác cảm. Khi thương trái ấu cũng tròn, thì ghét trái bồ hòn cũng méo. Dân gian thật rất chí lý, rất tâm lý và chính xác khi nhận định như thế. Nguy hiểm hơn nữa, hậu quả của cái nhìn lệch lạc, chủ quan sẽ ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống của mình, trên cảm xúc, cách ứng xử, các mối quan hệ và trên cái nhìn của chúng ta về sự việc và con người. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về phần cuối của đề tài này, bám víu đưa đến nô lệ và xáo động. Một Nói Với Giới Trẻ lần này xin kết thúc nơi đây. Thân mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi giao chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bạc ai, vì yêu thương phá tan sầu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sợ ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Ngài ơi, dẫn đưa con đi, dầu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay, khó ai có thể thoát được ảnh hưởng của quảng cáo khi mà với các tính năng hiện đại của các phương tiện truyền thông, quảng cáo được xuất hiện với tần số dày đặc và phạm vi rộng lớn. Có thể nói, bạn có thể một ngày không ăn, chứ dứt khoát bạn không thể một ngày không nghe hay không nhìn thấy quảng cáo. Quảng cáo hiện diện khắp nơi, trên báo chí, trên Internet đã đành. Trong nhà thì nó xuất hiện trên các phương tiện truyền hình. Đã xem TV
thì phải bị xem quảng cáo. Ra ngõ thì đập ngay vào mắt là những ba nô, những hình ảnh quảng cáo treo đầy. Công ty nào ăn nên làm ra thì chiếm cứ những không gian cao rộng tại khu trung tâm. Công ty nào kém cạnh hơn thì cũng xuất hiện chen chúc trên những bức tường hay góc phố. Bên cạnh đó, do những lợi nhuận quảng cáo mang lại cho sự phát triển của truyền thông đã khiến cho quảng cáo càng mặc sức thao túng trong việc sử dụng các phương tiện này để phục vụ cho mục tiêu của mình. Vì thế, quảng cáo ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại là điều không thể phủ nhận. Để nâng cao sức hấp dẫn, thu hút trong nội dung thông điệp mình muốn đề cập đến, quảng cáo đã có những thủ thuật, những hình thức, kiểu cách nhất định trong khi trình bày. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là không thể vì những lợi nhuận thu được khi bán một sản phẩm mà quảng cáo được phép đánh mất đi tính trung thực của nó. Nhưng ngày nay, dường như người ta mặc nhiên chấp nhận sự phóng đại trong biểu tượng và khoa trương trong lời nói xuất hiện trong quảng cáo. Đánh vào tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, nhất là làn da, nhiều sản phẩm được quảng cáo làm trắng da nghe rất kêu. Dưới đây là một đoạn giới thiệu của một sản phẩm được cho là nhà ảo thuật về da. Hãy dùng sản phẩm của chúng tôi, không cần đi thẩm mỹ, chỉ còn một giọt là sẽ có làn da đẹp tự nhiên. Một giọt đã có thể cảm nhận được, một chai đã thấy ngay hiệu quả, giúp làn da trắng hồng mịn màng, không còn khuyết điểm. Một giọt tinh hoa giải quyết vấn đề về da. Tuy nhiên, để tìm hiểu sự thật về nội dung các thông điệp quảng cáo nêu trên, bác sĩ Võ Thị Ngọc Yến, một chuyên gia về da, đã khuyến cáo. Với sản phẩm làm trắng, thì phải có thời gian từ vài tuần đến vài tháng mới có thay đổi một ít trên da thì mới an toàn. Không một sản phẩm nào có thể làm trắng ngay được. Cần hết sức thận trọng với các sản phẩm làm trắng nhanh, vì chúng có thể gây hại cho da và cơ thể, nhất là khi dùng trên một diện tích da rộng. Như vậy, các nhà quảng cáo trên đây đã cố tình lừa dối khách hàng khi cho rằng sản phẩm của mình là chìa khóa để làn da được trẻ trung. Thậm chí, còn mạnh dạn tuyên bố rằng công nghệ sinh học bây giờ có thể nói là tạo phúc cho nhân loại. Và dĩ nhiên, tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là bán được hàng. Vì sao những lời quảng cáo có cánh về các sản phẩm, hầu hết người bán hàng đều hối thúc khách mua ngay với điệp khúc. Mua ngay vì thời gian có hạn, số lượng có hạn. Trong sứ điệp về truyền thông lần thứ hai, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói, Giáo hội khuyến khích quảng cáo vì quảng cáo có thể trở nên một dụng cụ đầy đủ và hữu hiệu trong việc trợ giúp nhau. Một khía cạnh căn bản khác trong quảng cáo mà giáo hội nhìn nhận đó là tính thông tin của nó với tất cả sức mạnh và trách nhiệm đi kèm theo. Những thông tin này phải trung thực, cẩn trọng và biết tôn trọng con người cũng như những giá trị nhân bản cốt yếu. Như vậy, nếu là người tiêu dùng, chúng ta hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, sáng suốt, lựa chọn những mẫu quảng cáo thích hợp. Nếu là những người thực hiện các dịch vụ quảng cáo, chúng ta nên thực hành nguyên tắc quảng cáo trung thực, để mỗi nội dung chúng ta muốn truyền thông đến mọi người đều phải có tính chân thật và đầy đủ trong giới hạn của Đức Công Bình
và đức bác ái. Và cuối cùng, nếu chúng ta là những nhà phân phối dịch vụ quảng cáo, chúng ta hãy có một lương tâm chính trực và can đảm, biết nói không với lợi nhuận để chỉ truyền bá cho mọi người những thông tin ngay thẳng và thích đáng mà thôi. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con thực hiện một quyết tâm, đó là biết tôn trọng sự thật trong mỗi lời chúng con nói, trong mỗi việc chúng con làm, cho dù điều đó có thể mang lại cho chúng con những thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Xin cho chúng con vững tin vào lời Ngài đã dạy rằng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Amen. Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời có thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai. Tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.